thân mến, hiện tại Minh Thương đang có mặt tại thung lũng hoa Yên Tử với rất nhiều những loại hoa rực rỡ khoe sắc. Và đặc biệt thì cúc họa mi đang nở rộ, đã thu hút rất nhiều người dân và du khách đến đây trải nghiệm và chụp ảnh. Vậy thì trong chuyên mục cùng khám phá ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trải nghiệm du lịch thú vị này nhé. Cúc họa mi, loài hoa với những cánh nhỏ xinh, trắng ngần, nhụy vàng tươi điểm xuyết. Cúc họa mi là loài hoa chỉ nở đẹp trong khoảng 3 tuần và đây chính là thời điểm để các tín đồ du lịch check-in tìm đến các vườn hoa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này và ghi lại những hình ảnh đẹp bên vườn hoa cúc trắng. Nằm cách trung tâm thành phố Uông Bí 30 km về phía tây, thung lũng Hoa Yên Tử là điểm đến trải nghiệm khám phá đang được du khách yêu thích. Đặc biệt trong tháng 11 này, những bông cúc họa mi khoe sắc đang vào đúng độ nở đẹp đã trở thành điểm đến mới mẻ, đầy hấp dẫn, điểm check-in lý tưởng đối với du khách. Với tinh thần chung của các thành viên hợp tác xã, muốn là có một cái mô hình trải nghiệm cho khách du lịch về Yên Tử cũng như là ghé tham quan thung lũng hoa Yên Tử, có cái sản phẩm của địa phương gắn bó với đồng bào dân tộc trên địa bàn xã Thượng Công. Toàn bộ khu vực này là khoảng 3 hecta, thì riêng cái diện tích sản xuất để trồng hoa đấy là hơn 2 hecta. Hoa cúc họa mi là chủ đạo trong cái mùa này. Cho hoa cúc họa mi trồng từ cuối tháng 6 cho đến bây giờ thì hoa bây giờ trông rất là đẹp. Bây giờ đang thời điểm là khách đang bắt đầu vào thung lũng hoa thử trải nghiệm và chụp ảnh làm lưu niệm. Bên cạnh cúc họa mi, thời điểm này khi đến với thung lũng hoa Yên Tử, du khách cũng được ngắm nhìn vẻ đẹp rạng rỡ của những cánh hoa tam giác mạch, hòa mình với vẻ đẹp tinh khôi và cùng lưu lại những hình ảnh đẹp nhất chính là điều khiến du khách vô cùng thích thú. Hôm nay tôi đến thung lũng hoa Yên Tử, tôi chụp với rất nhiều loại hoa đẹp như cúc họa mi và tam giác mạch. Hôm nay mình thấy thì cúc họa mi này vừa tầm đang nở đẹp này, mới lại có nhiều hoa mới nữa như thực dược này, rồi các loại hoa thì chắc phải sang tuần hoặc là cuối tháng thì lại nở đẹp nữa. Là một xu hướng du lịch mới mẻ, thu hút nhiều du khách, du lịch check-in đã mang tới những cơ hội để quảng bá cho nhiều điểm đến với tinh thần lan tỏa nhanh và mạnh mẽ. Du khách có thể lưu lại những hình ảnh đẹp cùng người thân, bạn bè và hòa nhịp cùng sự phát triển của mạng xã hội. Tôi về đây thực sự là ngưỡng mộ với vườn hoa Yên Tử, với một cái khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Cúc họa mi của vườn hoa thung lũng hoa Yên Tử này đặc biệt khác với ở vườn bãi đá sông Hồng, là hoa ở đây cánh nó nhỏ hơn nhưng mà nó lại rất dày cánh đấy, và hoa rất là tươi đẹp. Nằm trên trục đường đến với danh thắng Yên Tử, du khách có thêm những trải nghiệm trong hành trình du lịch đến với Quảng Ninh.